Xin chào tất cả anh em Cherryo Tạt Quốc. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng vải tuyển chọn của bên em. Và như thường lệ, anh em nhớ cho em một like, một đăng ký để kênh ngày một phát triển hơn, cũng như là anh em có thể theo dõi cập nhật thường xuyên những cái video em đắp hết trên kênh chính thức này. Xin cảm ơn tất cả anh em. Và thì hôm nay số em mới về thêm được 3 bộ bâu của C321 321 CD2, là một trong những mô đen có thể nói là nghe nhạc cũng như là kết hợp với chiếc từ TV xuống, với chất tín hiệu từ TV xuống rất là hay. Đó thì 321 CD2 thì gồm có một bộ ba sản phẩm, đó chính là một cục trầm, của Bose, chính hãng của Bose, một cục giải mã kết hợp với đầu CD của Bose và hai loa lời. Đó, một bộ sản phẩm gồm 3 thứ rất đầy đủ và đẹp. Và bộ sản phẩm này thì anh em yên tâm về dây dợ, dây là thứ quan trọng nhất, cũng như là phải có dây với có thể setup được những cái bộ như thế này. Thì bên em có vẻ đầy đủ cả khiển cả dây, không thiếu một cái bộ phận nào cả. Thì ba bộ như anh em có thể nhìn thấy này, em đã chia thành 3 đường dây riêng này. Đó, zin về theo cái cấu hình của bộ này, cũng như là khiển zin được về. Tất nhiên cặp nó còn những cái bộ nó còn được cái khiển zin này, cái khiển thường sẽ mất hoặc là sẽ bỏ lại vì nó sẽ lẻ ở bên ngoài. Đây là khiển giống như trong túi bóng, rất ít sử dụng luôn. Đó thì có hai bộ còn giữ là khiển, một bộ bị mất. Nó không có khiển thì anh em yên tâm, sao anh em vẫn có thể sử dụng được ở trên cái núm cứng, phím cứng ở trên cái đầu giải mã của Bose 321. Nó cũng như tăng âm lượng, giảm lượng này, open on off này, đấy, nút ra đĩa này. Thì vì sao có nút ra đĩa 321 trên CD2 thì nó tích hợp luôn cả đầu đĩa giải mã ở trên này. Nó chính là cái cửa này, là cái cửa đĩa này. Khi anh em bấm nút đĩa sẽ ra, một lát nữa sẽ test để anh em xem. Đó, còn bên này là toàn bộ những cái màn hình điều khiển. Đấy, 321 CD2, một trong những bộ loa có thể nói là rất là hay, và nó tích hợp rất là nhiều những cái mới mẻ vào những cái đường kết nối, những cái đầu, những cái cổng optical anh em có thể cắm trực tiếp từ trên TV xuống, hoặc anh em cắm qua đường AUX nghe như coi nó là một cái âm ly. Đó thì vừa có lời trên của hai cái loa Bose, cũng như là tích hợp luôn cả trầm, giải trầm cũng rất là hay của cặp Bose này, thì nó đánh đồng bộ. Và cục trầm rất hay này, trầm này nó tích hợp cả cái nguồn công suất ở cái bộ 321 này. Đó, nên là anh em toàn bộ sẽ like cái đường thứ nhất là cái cục này sử dụng điện 120, tại vì Bose này sản xuất tại Mỹ và đây là hàng nội địa Mỹ. Đó, cái đầu tiên 110 120. Cái thứ hai là khi anh em like tất cả các đường tín hiệu đằng sau, như ví dụ đây để em đã cắm một bộ để anh em có thể xem và hướng dẫn anh em luôn về cách cắm. Như phía sau anh em có thể nhìn thấy này, từ trên xuống dưới hai loa thì được có hai loa trái và loa phải là R đây. Đấy, bên trái phải, cái này là trên dây luôn anh em nhé. Đó thì anh em cắm vào loa, cắm rắc tín hiệu phía sau này, cắm vào loa thì cái đường tín hiệu đấy lấy từ đâu thì lấy ngay từ cục trầm phía dưới. Và đây là tem của Bose 321 CD2 và được sản xuất tại Mỹ này. Đây là hàng Mỹ nổi rồi, và made in Mexico anh em nhé. Nó có thêm cái dòng made in Mexico này, rất là nhỏ thôi ở trên. Đấy, đây là CD rất đầy đủ. Anh em mua nào có thể check, em sẽ gửi ảnh và anh em check số CD nhận đúng tình trạng và cái hàng bộ đấy. Như bộ này thì phía sau nó sẽ có 3 giắc cắm. Cái giắc cắm đầu tiên có chữ Bose này, này Bose in nổi trên dây luôn. Giắc cắm zin mà anh em.
theo bộ. Giác cắm này là giác cắm cho cái nguồn. Đây dây nguồn đây. Đây giác cắm nguồn và điện vào là 120. Đó, giác cắm thứ hai là giác cắm dành cho tín hiệu của cục giải mã. Đây, cái dây giải mã giác cắm lên trên này. Đấy, rất là giống kiểu line nguồn điện đấy. Đấy, cắm lên trên này. Lấy tín hiệu điện từ cái cục trầm lên cục giải mã. Và cái đường thứ ba có hai cái rắc giống như kiểu cái rắc của anh em nhìn rất quen, răng giống rắc của PC. Vâng đấy, thì nó là rắc tín hiệu cắm lên trên hai đường loa đó, cắm vào hai loa trên phía trên. Và tổng thể cặp này phía sau này vì sao nó rất là nhiều những cái đường xanh đỏ, với anh em có thể nhìn thấy này, cái đường anh em quan tâm có thể quan tâm đến cái đường optical này, tín hiệu cổng quang. Bây giờ anh em có thể nghe trực tiếp vào TV xuống cắm thẳng vào đây, không cần phải line AV ra nữa. Line rắc AV thường thì tín hiệu cổng quang, sao anh em phải line rắc AV thì mới cắm được vào những cái âm ly. Còn đâu những cái âm ly có những cái đầu đời mới bây giờ thì người ta sẽ có cái đường cổng quang này, còn những cái đồng receiver ngày xưa ấy thì sẽ không có cái đường optical này. Cái đường này rất hay, bây giờ hầu như chơi là chơi tín hiệu quang nhiều đó. Cũng như là bên cạnh thì có rất là nhiều những cái đường vào như là aux này, đấy, TV này, video này. Em cũng chưa tìm hiểu hết những cái đường này, có thể có cái đường HDMI này kết nối hình như nào, nhưng mà những cái này có cả anten AM FM anh em nhá, bắt tất cả AM FM luôn. Đấy, radio này, riêng hai đường này, rất nhiều những cổng kết nối, những cổng ăn chơi để anh em có thể khai thác về cái bộ này. Ở đâu chính xác thì cái quan tâm này, anh em quan tâm nhất thì chính là bầu xịn và bài một CDI cái chất âm như thế nào. Rồi sau đây sẽ mời anh em đến với chất âm của cái bộ này. Có em ngồi phục sinh thời 20 em ơi, trịnh âm tuổi hát có em ngồi, thời gian lãng đãng thơm như rượu, cứ sợ em về lại nhức môi, trái tim thiếu phụ giờ sao xác, tuyết cứ mang mang cả xứ người, đâu biết hoa vàng em một thuở, chưa buồn đôi mắt đã mưa rơi. Đừng hỏi hoa vàng xa mấy nhớ, khi ta còn nhói phím vô thường. Đêm nay hồn chỉnh phiêu du trắng, cứ sợ em buồn thổn thức thường. Cuộc đời vô thường, không điều gì vĩnh hằng tồn tại. Em thay đổi, anh cũng sẽ đổi thay, và tình yêu cũng không là bất biến. Nhưng cho dù tất cả biến đổi thế nào thì tình yêu ấy sẽ chẳng thể mất đi. Cho nên đừng hỏi vì sao anh yêu em, vì mọi nguyên nhân không thường hằng vĩnh cửu. Sau đó tôi không nhớ mình đã trả lời em bằng cách nào, chỉ biết rằng cuộc đời chúng tôi đã gắn chặt vào nhau. Bao nhiêu mùa xuân êm đẹp đến, bao nhiêu lần hoa mai vàng bừng nở, em vẫn ở bên cạnh tôi, nắm chặt tay tôi, cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên, an tĩnh, không âu lo phiền muộn hay phản bội giả dối. Tôi cũng không chắc mình yêu em, chỉ biết rằng tôi cần em, như một loại thói quen cuốn lấy mọi giác quan, ăn sâu vào tận xương máu. Em bảo rằng chuyện đó cũng chẳng sao, vì tình yêu là một loại nghiệp quả, mà nghiệp quả chính là thói quen. Xin cho bốn mùa
đất trời lặng gió, đường chân em đi hoa vàng mấy độ, những đường cỏ lá từng giọt sương thu, yêu em thật thà. Đời hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay bên trời phố hạ, nào có ai hay, thật tình cờ như là cơn gió. Em còn cứ mãi bay đi,
trải nghiệm về chất tâm của loa bow bài 1 CD3 CD2 xin lỗi anh em. Thì với cái chất tâm rất là trong trẻo, ngọt ngào cũng như là vừa phải, thì khi anh em kết hợp trực tiếp với những từ TV xuống thì anh em có thể nghe hoặc là nghe qua CD, nó rất là hợp, rất là tiện và có khiển cho anh em. Đây khiển zin đó. Ok, thì với bộ sản phẩm này thì hiện tại số em đang bán với giá là 9,5 triệu cho anh em nếu yêu thích. Anh em nào yêu thích bộ này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng là 0908 325 777. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.